và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sanh Đôi Body and Brain. Và đây là vòng trang bị thưa quý vị. Cuộc chơi này thì từng đội sẽ cử ra mỗi thành viên một là lực hay là trí tuệ để làm sao kiếm được càng nhiều điểm càng tốt ha. Còn trò chơi thế nào chúng ta sẽ hướng về màn hình. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên đôi tay lực lưỡng. Người thể lực sẽ phải dang thẳng hai tay ra ngang trong lúc cầm hai ly nước đầy chan. Trong lúc đó, người trí tuệ sẽ nhanh chóng trả lời đúng các câu hỏi để nhận được 10 điểm mỗi câu, tương ứng với 500.000 đồng giá trị tiền thưởng. Thời gian thử thách sẽ kết thúc khi người chơi thể lực để rớt nước ra ngoài. Thế nên, đội chơi hãy chọn người có cánh tay thật khỏe để tham gia nhé. Rồi, bây giờ hai đội phân công đi. Ai thi về lực, ai thi về trí. Nói chung là đội Phương Thanh là các bạn phải thắng trận đầu tiên để chúng ta tránh cái chuyện mà phải thay đổi. Em là một người văn võ thông tòn, cho nên là ngày hôm nay nói về trí tuệ là em sẽ để cho Mù Tạc. Trời ơi, dễ thương. Sao anh thấy Mù Tạc là lực cũng dữ lắm à? Dạ vâng anh ạ, em là tiềm lực anh ạ. Tiềm lực. Mày chơi chắc học cử tạ rồi chứ. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng với trò chơi này cần phải có một sự khéo léo, và điều quan trọng là phải tập trung. Ngoài lực ra còn phải có sự trí tuệ. Đúng rồi. Cho nên Bích Trâm sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi. Chính xác. Bởi vì vòng thứ hai lực mới mạnh thì để cho Bảo Quân. Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên. Một, hai, ba, bắt đầu. Đất nước nào nghe tên là thấy lạnh? À, Hàn Quốc, Hàn Quốc. Chính xác. Số 1 triệu có mấy chữ số 0? 6, 6 chữ số 0. Chính xác. Người sáng tạo ra vũ điệu Cồng Chiêng là ai? Tóc Tiên. Lâm Vinh Hải. Đúng rồi, Lâm Vinh Hải. 240 và 123, số nào có thể chia hết cho 3? Cả hai số. Chính xác. 30 chia 1 phần 2 và cộng thêm 10 thì bằng bao nhiêu? 25. Sai, 70. Chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm được viết bằng tiếng gì? Ả Rập. Chính xác, chính xác. Con trâu con người ta gọi là con ngé, con bò con người ta gọi là con bê. Hỏi con lừa mẹ người ta gọi là con gì? Con hư, con hư. Con hư, chính xác. Rồi, ca khúc Người Lạ Ơi do ai sáng tác? Châu Đăng Khoa. Chính xác. Trong show Bích Việt, ai là vợ chồng Sáu Bảnh? Anh Bố Hoài Linh với chị Việt Hương. Chính xác. Diễn viên nào thủ vai Mợ Ba Trân trong phim Điện Ảnh Mẹ Chồng? Chị Thanh Hằng. Chính xác. Con chó đen gọi là chó mực, chó vàng gọi là chó phèn, vậy chó đỏ gọi là chó gì? Chó đỏ gọi là chó gì? Chó đỏ gọi là chó gì? Chó đen gọi chó mực. Chó gì? Cầm trên tay một cây. Cầm trên tay một cây thước và cây bút, làm thế nào để vẽ hình vòng tròn chính xác? Wow, xuất sắc rồi. Trời ơi, lần đầu tiên thấy chuột của con gái đó nữa. Thôi, chúng ta cho Hồ Bích Trâm và Bảo Quân một tràng pháo tay quý vị. Đội của Quốc Thịnh, Hồ Bích Trâm và Bảo Quân nhận được 9 điểm tương đương với 4 triệu 500 ngàn đồng. Yeah. Bây giờ, mời hai bạn Anh Huy và Mù Tạc. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Con số tự nhiên lớn nhất, duy nhất có hai chữ số là số mấy? Tự nhiên 99. Đúng. Ai là người làm ra bánh chưng, bánh dày để dân vua Hùng? Ai? Lăng Liêu. Lăng Liêu. Chính xác. Đường hầm nào dài nhất Việt Nam? Hải Vân. Chính xác. Con gì 5 đầu 8 đuôi? Con số 58. Chính xác. Tam giác có một góc 30 độ và một góc 60 độ thì gọi là tam giác gì? Chính xác. MV Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTV được quay ở đâu? Hàn Quốc. Chính xác. Cái gì có càng nhiều càng không thể thấy nó? Cái gì có càng nhiều mình không thể dịch. Chính xác. Nhân vật Doremi là màu gì? Doremi là màu hồng. Không, màu phải vàng. Màu vàng, đúng rồi. Theo tục lệ, ngày nào chảy hội đền hùng? Mùng 10 tháng 3 âm lịch. Chính xác. Có một ông già leo lên đỉnh núi, hỏi ông leo lên đó để làm về gì? Đây để đúng rồi. Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn lần lượt tên Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì? Nam. Chính xác. Cái gì mà bạn không có mà người ta lại muốn xin? Cái gì mà không có mà người ta xin hoài đó. Bà. Rồi, bánh gì không nhiều? Bánh ít. Đúng rồi.
chồng của quá phụ có trái hôn được không? Chồng của quá phụ có tái hôn được không? Không, vì là chết rồi. Đúng rồi, hay lắm. Nguyễn Du viết truyện Kiều dựa trên tác phẩm nào? Nguyễn Du viết truyện Kiều dựa trên tác phẩm nào? Bỏ qua. Lão Hạc trong tác phẩm Lão Hạc tự tử bằng cách nào? Anh bà chó. Chính xác, ca khúc chủ đề My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic do ca sĩ nào trình bày? Ca sĩ nào? Chính xác. 8 x 7 x 1 bằng mấy? 56. Đúng rồi, đường gì dài nhất? Đường đời. Đúng rồi. Thần nào không có phép thuật? Thành Đông. Chính xác. Ăn gì sướng nhất? Anh Thung. Không phải. Ăn được tất cả mọi thứ mình thích. Trong lịch sử Việt Nam, ai là người đã trở thành hoàng hậu của hai triều đại? Một quá. Bắp và ngô khác nhau chỗ nào? Tên gọi. Không phải. Cách đọc và cách viết. Cách gọi miền Bắc, cách gọi miền Nam. Đâu nước rồi. Trời ơi, có một giọt một à. Tôi thấy rằng là Vũ Tạc rất là thông minh và nhanh. Còn anh Huy là đúng là bản lĩnh của đờn ông. Trời ơi, bữa nãy được làm đàn ông. Tổng cộng các bạn có 18 câu trả lời đúng. Rồi ơi, 9 triệu đồng. Đủ tiền vé rồi. Còn những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa tôi cũng chưa biết điều gì xảy ra, chút xíu nữa quý vị biết nha. Còn bây giờ thì mình nghỉ chơi một chút, mình quay trở lại. Một, hai, ba, hai. Yeah.